Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng Mỹ cần một chiến lược rõ ràng nhằm rút khỏi xung đột ở Ukraine, đồng thời khẳng định phía Đảng Dân Chủ hiện không có ý định này. Cụ thể ra sao mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Reuters dẫn lời ông Trump phát biểu khi vận động tranh cử tại thành phố Savannah, bang Georgia hôm 24 tháng 9, cựu Tổng thống Mỹ nhắc lại cam kết sẽ chấm dứt xung đột ngay khi tái đắc cử. Ông Trump nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ mắc kẹt trong xung đột này trừ khi tôi là tổng thống, tôi sẽ kết thúc nó, tôi sẽ đưa chúng ta ra ngoài, tôi sẽ đàm phán, chúng ta phải ngừng liên quan đến vấn đề này." Tại một cuộc vận động tranh cử khác hôm 23 tháng 9 ở Pennsylvania, ứng viên Đảng Cộng Hòa cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rất muốn Đảng Dân Chủ chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Ông Zelensky đang công du Mỹ và dự kiến gặp Tổng thống Biden, Phó Tổng thống Harris và các thành viên Quốc hội Mỹ để thảo luận về kế hoạch chiến thắng vào ngày 26 tháng 9 sau khi có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York Ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho biết ông Zelensky sẽ nêu vấn đề gỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa, tấn công vào lãnh thổ Nga trong cuộc gặp với Tổng thống Biden. Tuy nhiên, theo ông Kirby, hiện tại thì Tổng thống Biden chưa thay đổi chính sách và vẫn giữ nguyên quan điểm về vấn đề sử dụng vũ khí tầm xa. Theo các quan chức Ukraine, ông Zelensky cũng có kế hoạch gặp ông Trump. Tuy nhiên, một quan chức chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống cho hay hiện không có cuộc họp nào. Nhân chuyến thăm các nguồn tin tiết lộ Mỹ có ý định công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá 375 triệu đô la cho Ukraine. Theo Lầu Năm Góc, Mỹ đã viện trợ quân sự trực tiếp khoảng 56 tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra với Nga vào tháng 2 năm 2022. Các quan chức Ukraine lo ngại nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng, viện trợ có thể bị cắt giảm. Tại một sự kiện vận động tranh cử hôm 23 tháng 9 tại bang Pennsylvania, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã bất ngờ tiết lộ rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn Đảng Dân Chủ thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 này. Ông Trump phát biểu ám chỉ việc ông Zelensky vận động thành công Mỹ viện trợ cho cuộc chiến chống lại Nga. Tôi nghĩ ông Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất trong lịch sử. Mỗi lần ông ấy đến thăm đất nước chúng ta, ông ấy lại mang về 60 tỷ đô la. Ông Trump tuyên bố, ông Zelensky muốn đảng Dân Chủ thắng cuộc bầu cử năm nay, nhưng tôi sẽ làm khác, tôi sẽ mang đến hòa bình, nhưng lại không đưa ra bằng chứng cho phát biểu này. Ông Zelensky và đối thủ Trump phó tổng thống Kamala Harris chưa bình luận về phát biểu trên. Ông Trump không nêu ra bất cứ chi tiết nào về kế hoạch hòa bình của mình, ngoài việc nhắc lại rằng ông sẽ gọi điện cho ông Putin và ông Zelensky và thúc giục họ đưa ra một thỏa thuận nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Ông Zelensky đang ở Mỹ để tham dự phiên họp thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông dự kiến sẽ trình bày bản kế hoạch chiến thắng Nga cho Tổng thống Mỹ Joe Biden và các đồng minh khác và tin rằng đây sẽ là con đường để chiến sự khép lại. Mặc dù ông Trump đã tuyên bố vào tuần trước rằng ông có thể sẽ gặp ông Zelensky, nhưng tới nay hai bên vẫn chưa ấn định bất cứ lịch trình nào để gặp gỡ. Ngay khi đến Mỹ, ông Zelensky đã đến thăm một nhà máy vũ khí ở Pennsylvania cùng với thống đốc đảng Dân chủ George Shapiro, một đồng minh của bà Harris. Động thái này đã khiến một số đồng minh của ông Trump không hài lòng, vì chuyến thăm này diễn ra ở một bang chiến trường khốc liệt như Pennsylvania. Người Mỹ gốc Đông Âu, bao gồm người Mỹ gốc Ukraine và người Mỹ gốc Ba Lan, đã thu hút sự quan tâm của cả hai chiến dịch tranh cử, đặc biệt là ở Pennsylvania, nơi có đông đảo người gốc Ba Lan và Ukraine sinh sống. Mỹ và các đồng minh đã viện trợ hàng tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng hơn hai năm trước. Ông Trump nhiều lần mô tả các khoản viện trợ của Mỹ cho Ukraine là lãng phí và ông tuyên bố sẽ mang lại giải pháp hòa bình cho cuộc chiến chỉ 24 giờ sau khi đắc cử. Ông Zelensky trước đó đã tuyên bố rằng ông không thể dự đoán được ông Trump sẽ làm gì nếu giành chiến thắng vào tháng 11. Tuy nhiên, tổng thống Ukraine hy vọng Đảng Cộng hòa sẽ duy trì sự hỗ trợ quân sự cho Kiev. Trong một bài trả lời phỏng vấn vào tháng 7 với BBC, ông Zelensky cho biết làm việc với Trump sẽ là công việc khó khăn, nhưng chúng tôi là những người làm việc chăm chỉ. Trong thời gian qua, cả Kiev và Moscow đều hoài nghi về khả năng giải quyết xung đột của ông Trump. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky vừa có chuyến dừng chân bất ngờ tại quê hương Scranton, Pennsylvania của Tổng thống Joe Biden để thăm một nhà máy sản xuất đạn dược mà ông cho biết đang đẩy mạnh sản xuất đạn pháo 155mm để viện trợ cho Ukraina. Hoạt động của ông Zelensky nằm trong chuyến thăm đến Mỹ để tham dự các phiên họp tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ông Zelensky trong bài đăng trên X cho biết chính tại những nơi như thế này, bạn mới thực sự cảm nhận được thế giới dân chủ có thể chiến thắng. Trong bài phát biểu, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đang làm mọi thứ có thể bằng cách mua vũ khí và thông qua ngoại giao để củng cố sự ủng hộ của các đối tác và buộc Nga phải hòa bình. Ông cũng cho biết đất nước của ông đang tiến gần hơn đến hồi kết của cuộc chiến với Nga, theo trích đoạn cuộc phỏng vấn với ABC News được công bố hôm 23 tháng 9. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang tiến gần đến hòa bình hơn, chúng tôi nghĩ chúng tôi đang gần đến hồi kết của chiến tranh. Trong cuộc phỏng vấn, ông thúc giục Washington và các đối tác khác tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, chỉ từ vị thế mạnh mẽ Ukraine mới có thể thúc đẩy chấm dứt chiến tranh. Ông Zelensky bắt đầu đến Mỹ vào ngày 22 tháng 9 để tham dự các phiên họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và kêu gọi các đối tác của mình giúp đạt được chiến thắng chung cho một nền hòa bình thực sự công bằng. Chuyến thăm của ông Zelensky diễn ra chung với thời điểm Mỹ nỗ lực chuẩn bị gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu đô la cho Ukraine. Hai quan chức Mỹ tuyên bố hôm 20 tháng 9 rằng một gói viện trợ dự kiến sẽ được công bố trong tuần này, bao gồm tàu tuần tra, đạn dược bổ sung cho hệ thống tên lửa pháo binh, cơ động cao HIMARS, đạn pháo 155 và 105 mm, phụ tùng thay thế và các loại vũ khí khác. Mỹ và các đồng minh đã cung cấp chương trình viện trợ trị giá hàng tỷ đô la cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, đồng thời áp đặt hàng loạt vòng trừng phạt đối với Nga. Truyền thông Ukraine cho biết ông Zelensky sẽ phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc vào thứ Hai, tham gia các cuộc họp của Hội đồng Bảo an về Ukraine vào thứ Ba và phát biểu tại Đại hội đồng vào thứ Tư. Tổng thống Zelensky đã đến Mỹ bắt đầu chuyến thăm quan trọng để trình bày kế hoạch của Ukraine nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga kéo dài 2 năm rưỡi qua. Theo Pravda ngày 22 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có mặt tại New York nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tại đây, ông Zelensky đã có cuộc phỏng vấn với tờ New York nhằm tiết lộ một số thông tin về kế hoạch chiến thắng mà Ukraine đã chuẩn bị. Ông Zelensky chia sẻ, kế hoạch chiến thắng này được thiết kế với niềm tin rằng Tổng thống Biden sẽ ủng hộ nó. Sẽ là một điều tồi tệ nếu ông Biden phản đối kế hoạch của chúng tôi. Nó sẽ khiến xung đột tiếp tục kéo dài hơn nữa. Tuy vậy, tôi sẽ không trách cứ ông Biden, ngay cả khi điều đó thực sự xảy ra. Ông ấy là người đã luôn ủng hộ Ukraine kể từ đầu của xung đột. Theo Tổng thống Zelensky, mục tiêu chính của kế hoạch chiến thắng là nhanh chóng củng cố năng lực quốc phòng của Ukraine. Ông Zelensky cho biết, không chỉ là những lời nói xuông như trước, lần này Moscow sẽ cảm nhận được chiều sâu của kế hoạch và cam kết ủng hộ từ các đối tác của Ukraine. Tôi sẽ trình bày những bước cụ thể để củng cố năng lực của Ukraine trong tháng 10, 11 và 12. Một Ukraine mạnh mẽ sẽ buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán. Cũng theo tổng thống Zelensky, ông dự kiến sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng với cả ông Trump và bà Harris. Ông Zelensky cho biết thêm: Tôi đã nói chuyện với ông Trump qua điện thoại, ông ấy tỏ ra thiện chí và hứa sẽ hỗ trợ Ukraine. Bên cạnh đó, tổng thống Zelensky còn cho biết ông đi tới bang Pennsylvania để thực hiện chuyến thăm đặc biệt trước khi tới thành phố New York và Washington, D.C. Nhà lãnh đạo Ukraine đã bất ngờ dừng chân tại quê hương của Tổng thống Joe Biden, thành phố Scranton, bang Pennsylvania. Tại đây, nhà lãnh đạo Ukraine đi thăm một nhà máy sản xuất đạn dược mà ông cho biết đang tăng cường sản xuất đạn pháo cỡ 155mm để hỗ trợ cuộc chiến của Ukraine chống lại Nga. Ông Zelensky chia sẻ trên X, Chính tại nơi như thế này, bạn thực sự có thể cảm nhận được rằng thế giới dân chủ có thể thắng thế. Cùng với những bức ảnh, ông cảm ơn các công nhân nhà máy. Cùng ngày, Kiev Independent cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đã xác nhận về việc Kiev đã được thỏa thuận tiếp nhận tiêm kích Dostan Mirage 2000. Tuy vậy, ông Umerov không tiết lộ chính xác thời gian các máy bay này sẽ có mặt tại Ukraine. Ông Umerov tuyên bố, ngoài Mirage 2000, chúng tôi cũng đang thảo luận với các đối tác về các máy bay GIS-39 Griffin và Eurofighter Typhoon. Chúng tôi đã huấn luyện phi công và xây dựng mọi cơ sở vật chất cần thiết trong năm ngoái, và năm nay là thời điểm để Ukraine giành lại lợi thế trên không. Hồi đầu tháng 6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thông báo về việc gửi tiêm kích Mirage 2000 tới Ukraine, nhưng không nêu rõ số lượng cụ thể thưa quý vị thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi những thông tin mới nhất liên quan đến các vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo